Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Ở bên tay trái của mình đây là CPU Intel Core i7 11700 và bên tay phải của mình là CPU Ryzen 7 5800X. Mẫu CPU bên tay phải của mình là AMD được sản xuất trên tiến trình đó chính là 7 nanomet, còn bên tay trái là 14 nanomet. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua vấn đề tiến trình bởi vì cả hai mẫu CPU này đều được hai nhà xuất tối ưu tương đối tốt. Thì cái vấn đề mình cần tập trung chính ở đây là cả mẫu CPU đều có 8 nhân và 16 luồng xử lý. Thì cái tốc độ render video ở trên Premiere Pro thì sẽ như thế nào? Bởi vì các bạn đều biết được rằng đó chính là đối với Adobe, họ suốt một khoảng thời gian rất dài họ thiên vị cho CPU đến từ Intel, và AMD bây giờ thì đã cải tiến rất tốt rồi để cải tiến được cái vấn đề gọi là không được tối ưu cho lắm trên những cái phần mềm làm việc. Vậy thì khi mà mang hai mẫu CPU để ra so sánh cùng export video 4K thì các bạn đoán xem liệu mẫu CPU nào sẽ có lợi thế hơn. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cái những thông số, những cái spec của cấu hình để mình test trong video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ sử dụng đây cả hai mẫu CPU dĩ nhiên rồi. Main thì mình sẽ lựa chọn main cho phù hợp nhất để có thể tận dụng được hết hiệu năng của hai em nó. RAM sẽ là 32GB thì hơi ít, 32GB để đảm bảo cho dung lượng thừa một chút đi, thừa còn hơn thiếu mà. GPU sẽ là RTX 3060 Gaming X đến từ MSI. Và mình sẽ lưu ý với bạn một chút, đó chính là trong bài test ngày hôm nay thì mình sẽ không sử dụng Intel Quicksync đến từ CPU Intel. Lý do bởi vì một chút nữa mình sẽ render bằng GPU, thì nếu như mình bật cả Intel Quicksync nữa thì khi đó tốc độ render của CPU Intel mặc định sẽ luôn cao hơn rất nhiều, bởi vì khi đó thì cái Premiere Pro sẽ sử dụng luôn cả Hyper GPU lẫn GPU ngoài để hỗ trợ cho CPU này. Thì cái tốc độ như thế là quá là vô lý rồi đúng không? Thì trong bài test đầu tiên mình sẽ sử dụng đó chính là render thuần bằng CPU thôi. Thì cái file mình đã lựa chọn đây là file video thuần 4K và tổng thời gian sẽ là 21 phút, độ dài video là 21 phút và mình sẽ không chèn thêm bất kỳ một hiệu ứng nào cả và chỉ dùng mỗi thuần video 4K thôi. Thì cái tốc độ render thuần CPU sẽ rơi khoảng chừng hơn 19 phút và CPU của Intel có lợi thế hơn một chút khi so với CPU của AMD, khi mà thời gian chênh lệch rơi khoảng chừng 12 giây và mình đánh giá khoảng vài phần trăm thôi. Khi mà chuyển sang render bằng hardware encoding thì cái tốc độ đã được cải tiến lên rất nhiều, cụ thể là gấp 3 lần. Khi mà thời gian render từ 19 phút bây giờ đã giảm xuống còn có rơi khoảng 7 phút thôi. Thì như các bạn có thể thấy được, mặc dù là CPU của AMD bây giờ làm rất tốt, thế nhưng Intel vẫn có một chút gì đó là lợi thế hơn khi mà render nhanh hơn khoảng chừng 6 giây. Theo như mình, rơi khoảng 6 giây thì gần như các bạn sẽ không thể nào nhận ra được đâu, bởi vì các bạn sẽ quay đi quay lại và em nó đã render xong rồi. Vậy thì lựa chọn các bạn sẽ là như nào? CPU Intel Core i7 11700 mang về để render hay lựa chọn CPU AMD Ryzen 7 5800X để có thể sử dụng ủng hộ cho đội đỏ? Thì đừng quên để lại ý kiến ở dưới mục bình luận video, hoặc là những bạn muốn mình làm cái combo nào nữa so sánh render video 4K hay làm bất kỳ một điều gì thì để lại comment để cho chúng mình được biết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.